Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái máy bay gấp từ hình vuông. Mình tình cờ gấp máy bay hình chữ nhật nhưng mà sao nhìn thấy nó giống cái hình vuông nên mình định gấp máy bay hình vuông chỉ cho các bạn luôn. Đó, gấp đôi giấy hình chữ nhật rồi mở ra. Bước thứ hai, gấp hai bên đây vào giữa y hệt cái bước máy bay của các bạn gấp. Đợi mình suy nghĩ nữa nha. Rồi mình gấp góc nhọn vào giữa. Bắt đầu bước thứ ba là khác với các bạn gấp rồi đó. Bước thứ tư, gấp hai bên này. Đôi. Gấp hai bên cánh này giống hệt bước cuối cùng gấp máy bay hình chữ nhật bằng hình chữ nhật. Mình đã xong máy bay hình vuông nha các bạn. Các bạn nếu mà biết xếp cái này thì nhớ bình luận bên dưới để mình biết các bạn biết xếp máy bay này nha. Và các bạn nhớ bình luận bên dưới để cho mình biết cảm nghĩ của các bạn. Và các bạn nhớ thích, chia sẻ và đăng ký cho kênh Nhà Tôn Tiết TV, kênh dành cho trẻ em. Tạm biệt các bạn và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Quên các bạn đừng có thoát ra video. Mình còn giới thiệu cái sát tô màu bằng nước này nha các bạn. Còn đây là cây bút. Rồi mình sẽ giới thiệu các bạn cách tô màu của nó. Đầu tiên là bơm nước vào cây bút này. Rồi sau đó mình tô màu như thế này nha các bạn. Đó, nó sẽ hiện màu ra. Rồi tô chừng nào hết như mấy cái bức tranh như thế này nè các bạn. Rồi, nếu các bạn muốn mua thì các bạn mua ở nhà sách cũng được đó. Và các bạn nhớ bơm nước cái màu này thường xuyên. Nếu mà hết nước thì các bạn nhớ bơm lên nha các bạn. Tạm biệt.